Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay xin giới thiệu lại tới các bác một dòng micro có dây. Một dòng micro có dây này là dòng cao cấp của KTV các bác nhé. Đây là vỏ hộp bên ngoài. Đấy, thì hôm nay có mở hộp và giới thiệu lại tới các bác. Thì sản phẩm này hiện tại em đang bán với giá là 450.000 các bác nhé. 450.000 chưa gồm bao ship. Đấy, thì hôm nay có mở hộp cho các bác xem để các bác có thể thấy được độ chất lượng của nó như thế nào. Nó sẽ sử dụng hai lớp hộp các bác nhé. Hai lớp hộp. Đây là lớp hộp bên ngoài của nó này. Nó hộp bên ngoài đấy, mic KTV các bác nhá. Và hộp bên trong này của nó, các bác có thể thấy được một lớp hộp quá là hoàn thiện, quá là chi tiết luôn cho các bác. Rất là chắc chắn luôn. Đây bên trong nội thất của nó thì các bác có thể nhìn thấy tay mic thì sẽ được bọc một lớp để chống sốc các bác nhá. Đấy, bọt này, chống sốc các bác nhá, để chống va đập đấy. Và dây bên trong này của nó này, dây bên trong đây là một chiếc mic có dây các bác nhá. Đấy, dây này của nó thì được 4-5 mét các bác nhá, chiều dài micro có dây của KTV. Đây các bác có thể nhìn thấy KTV mic có dây, hàng mic cao cấp các bác nhá, hàng mic cao cấp. Và cho các bác xem luôn cái chất lượng bên trong của nó như thế nào. Đây các bác có thể nhìn thấy, các bác có thể nhìn thấy đấy, chất lượng bên trong của nó đây. Đấy, các mối hàn của nó rất là đẹp các bác nhá, mối hàn của nó rất là đẹp và sạch sẽ luôn cho các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Và cho các bác xem luôn cả đầu này nữa này. Cả đầu này nữa này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Đấy, rất là đẹp đúng không các bác? Đẹp từng chi tiết một. Đấy, đẹp từng tí, từng ly một các bác nhá. Micro có dây cao cấp của KTV. Đấy. Và những chiếc mic này thì các bác có thể thấy được là dùng thì nó rất là ổn định. Nó khác so với những cái loại có đầu ca lông để cắm vào các bác nhá. Những đầu ca lông cắm vào thì nó hay bị lỏng các cái rắc, các cái khớp lối, cái khớp lối này. Nhưng đây nó là khớp có thể lối dây hàn luôn các bác nhá, chứ không phải là khớp rời. Không phải khớp rời. Đâm ra là nó sẽ rất là bền trong quá trình các bác sử dụng. Các cái mic có dây mà sử dụng các khớp nối thì thường các bác sẽ phải gập dây vào, gập dây vào để các bác giữ, để tránh cái độ mà nó di chuyển của các khớp lối này. Di chuyển thì nó sẽ gây ra hiện tượng gọi là lẹt xoẹt trên mic các bác nhé. Rất nhiều trường hợp các bác đã gặp rồi. Và chiếc mic này thì các bác có thể thoải mái các bác nhé, có thể thoải mái mà không sợ bị lẹt xoẹt, không bị phát ra loa những tiếng động khó chịu khi các cái khớp lối bị lỏng. Đây các bác có thể nhìn thấy, đây các bác có thể nhìn thấy đây. Rất là chất lượng đúng không ạ? Rất là chất lượng các bác nhé. Đấy, củ mic này, đầu đấy, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp, rất là bóng bẩy luôn, rất mới. Đấy, chỉ với 450.000 các bác nhé, 450.000. Hiện tại giá là giá chưa bao ship các bác nhé, 450.000 chưa gồm bao ship tới các bác. Đấy, để các bác có thể được những chiếc micro có dây rất là chất lượng này. Đấy, và độ bền của nó thì cực kỳ là bền các bác nhé. Em có thể lấy cho các bác xem một chiếc mic có dây. Cho các bác xem một chiếc micro có dây cũng cùng hãng KTV các bác này. Các bác có thể nhìn thấy một chiếc micro có dây cũng đều của KTV. Hiện tại em cũng đang sử dụng chiếc micro có dây này. Thì các bác có thể thấy nó đã sử dụng được khoảng 2 năm. Đấy, các bác có thể nhìn thấy các cái nhựa cao su này thì nó chỉ tối màu đi, nhưng các bác có thể nhìn thấy được các cái đầu chụp của nó này. Các cái tay mic vẫn còn quá là sáng. Và dây của nó thì nó chỉ bị tối màu đi các bác nhá. Và các bác có thể nhìn thấy đây, sử dụng đến rỉ sét như thế này rồi nhưng mà mic vẫn còn rất chất lượng các bác nhá. Mic vẫn còn rất chất lượng, các bác có thể nhìn thấy. Đấy, sử dụng mic này hơn 2 năm rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy độ bền của nó như thế nào. Đấy, cùng là của KTV các bác nhá, cùng của KTV, đều là những chiếc mic rất là chất lượng. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Em xin báo giá lại từ các bác 450.000 đồng chưa gồm bao ship các bác nhé. 450.000 đồng chưa gồm bao ship. Các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em. Đấy, cho các bác xem lại một chiếc mic nữa. Đấy, dùng 2 năm rồi, rất là mới, rất là bóng các bác nhé. Đấy, và chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video lần sau ạ.